vừa qua ai cũng thiết tha tu bổ đều đều trong rất khang trang vừa đẹp vừa sang bốn phương Phật tử tụ về đầy đủ nghe thầy Chí Đạt giảng giải Phật pháp đồng tâm niệm Phật niệm Phật ta niệm Phật A Di Đà trời ơi đọc kiến quay vô hết rồi kìa. Táo xin kể tiếp hoạt động trị sự một lòng đoàn kết gắn bó ra phết gắn bó ra phết là ra phết chú đỡ chú vũ chết chà chú vũ chú lợi điều hành hăng say công việc trôi chảy cùng ban ẩm thực làm việc cật lực các gì các cô chỗ tài chế biến đồ chay thơm phức một lòng vì chùa không ngại gian nan tất cả đồng tâm mình vì mọi người ai nấy đều vui tất cả đều vui cả đều vui khải bẩm ngọc hoàng có tin nóng hổi ăn không cần thổi phải về thần thương phải để thần thương quỳ trước rồi giờ đứng lên chứ người đã chạy không người đang nhanh lên nhanh lên mau mau bẩm đó dạ 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 nương nương chi sợ hãi dạ dạ cái bấm nó khó 23 tháng chạp thần cáo nương nương chi vương chiếc cách chi phóng về thiên đình không muốn một mình định rủ táo gái cùng đi cho vui không ngờ bị xui dọc đường bể bánh chuyện xui khó tránh ráng lết về chầu thánh thượng an khang sống lâu muôn tuổi rồi 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 điểm lễ điểm lễ không cần kể lễ nhanh lên báo cáo đừng có báo lá ta thank you so much Betty Bob Gracia làm gì giờ này mi nới đến lên chầu ta sắp sửa bãi chầu phải còn đi dự đêm dạ vũ mùa xuân nữa mà nhanh lên mau mau bẩm báo cái bóng ngọc hoàng và thấy đẹp áo jersey taxi hơi lạnh tí xíu bóng về thiên đình đi một mình cũng thêm áo gái không ngờ bị xui đường bể bánh lại thêm bệnh cảm xui có tránh ăn lết về chầu thánh thượng an khang sống lâu 100 tuổi à được rồi miễn lễ trở nên kệ lễ nhanh lên báo cáo đừng báo cáo láo nha sở đâu rồi sở đâu rồi ao dạ sở đây sở tao cọc hoàng tạo đinh đến trễ nên lòng lo khó kể nên quên hết cả tiếng của mẹ cha tại tao ngọc hoàng sắp tới giờ trưa thôi để cáo thưa không thì bị trễ thần phải về trần cúi đầu đa tạ đến thời đã qua mọi việc không qua món mừng mậu tí đời vui phú quý muôn câu ngọc hoàng Thích Ca Phật Bà chính cho lòng thành con dân dưới thế muôn vàng công việc khó mà kham nổi vận mệnh trôi nổi hôm trên chiếu cố các chư Phật tử thành tâm khấn nguyện à.
bây giờ cáo thưa, chuyện trước mùa mưa cho si về bộn, chùa chiền bận rộn, nhóm họp liên miên chuẩn bị tất niên, ra mồi sớm tụ, cần nhiều người phụ, đóng góp hăng say, nhiều tiết mục hay, cúng dường bá tánh à. Trở nên kể lại, trình bày cụ thể. Dạ 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 dạ, sơ sơ táo kể, tự diện Linh Sơn ở vùng Cao Sơn, trong năm vừa qua, ai cũng thiết tha tu bổ đều đều, trông rất khang trang, vừa đẹp vừa sang. Bốn phương Phật tử tụ về đầy đủ, nghe thầy Chí Đạt giảng giải Phật Pháp, đồng tâm niệm Phật à. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Cháu xin kể tiếp. Hoạt động trị sự, một lòng đoàn kết, gắn bó ra phết, chú Vũ chú Lợi điều hành hăng say, công việc trôi chảy, cùng ban ẩm thực làm việc cực lực, các dì các cô chỗ tài chế biến, đồ chay thơm phức, một lòng vì chùa không ngại gian nan, tất cả đồng tâm, mình vì mọi người, ai nấy đều vui. Khen thầy, khen thầy. Cải bẩm Ngọc Hoàng, có tin nóng hổi, ăn không cần thổi, phải để thần thưa, không thì ở trưa, thần quên thì uống. Về dưới trần gian sức bích sang ban, anh em cự nữ là. Cái gì mà nóng dữ cái gì hả tao? Dạ tao xin kể tiếp. Phật tử miền Trung mong có ngôi chùa phục vụ bá tánh, lãnh đạo việc này là anh Dương Cự, kêu gọi đoàn kết Linh Sơn miền Bắc, Phật tử miền Trung cùng nhau góp ý, hàng tháng tại gia cùng bàn thật kỹ, làm sao gây quỹ để xây được chùa, công việc hăng say, Linh Sơn tiếp sức, mỗi khi lễ lớn nào bán đồ chay, cúng dường tam bảo, mời thầy thuyết pháp, bá tánh khắp nơi gây quỹ ủng hộ. Đã được bao nhiêu, cắt được chùa chưa? Dạ 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 dạ, tấu thưa Ngọc Hoàng, chuyện chưa đến được, khó khăn còn dài, đường đi còn xa, nhất là ngân quỹ vẫn còn khiêm tốn. Khiêm tốn thật là khiêm tốn à. Tại sao mà khiêm tốn? Được, ta lo liền. Tiên nữ nghe đây, xuống collect tiền để giúp miền Trung. Trời ơi, mấy đứa này lại đi shopping, chắc có xe Macy cây mạc gì đó. À, vậy thì để ta lì xì. Mời bà con cung cấp. Rồi tảo tiếp đi. Dạ 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 dạ, tảo thưa Ngọc Hoàng, tảo xin kể tiếp. Hoạt động vừa qua không ai nề hà, anh em trong nhóm gây quỹ hội đoàn, và vũ mùa thu ai cũng lu bu, như người lính quýnh Hà Cự Lê đính biên thảo chương trình, phân công rõ ràng không ai càm ràm, chung lòng vui vẻ, anh hùng chị Dung mời thêm ban nhạc, văn nghệ mùa thu vẽ ra hết liền lại còn sổ số, mọi người ủng hộ xuân vào công quỹ, công việc hoàn mỹ. Hoàng Mỹ ấy là Hoàng Mỹ. Đứa nào trúng số có cúng chùa không? À, Ngọc Hoàng ơi, bà con mong ước chúng lô độc đắc để xây thêm chùa cơ sở miền Trung, địa điểm thuận tiện để chư Phật tử đi chùa mỗi tuần. Ê, tại sao mỗi tuần không đi mỗi ngày ha? Dạ dạ dạ, một lòng cầu nguyện, tấm lòng thanh tịnh, rũ sạch bụi trần, trần gian rắm rối. Tấu thưa Ngọc Hoàng, chùa chiền phát triển, phải hợp ý trời không thể tức thời, còn tùy nhân duyên chớ phải ngẫu nhiên, sẽ có một ngày, nhân duyên đầy đủ, chùa mới thành lập. Được rồi, nhớ ráng tu tập, có ta phù trợ, nhân duyên đầy đủ, chớ
chớ từng ngủ rượu. Tảo thua Ngọc Hoàng, report đã dài. Tảo sớ lần đầu còn nhiều thiếu sót, Ngọc Hoàng thứ lỗi, hẹn chờ năm tới. Hà hồi phân giải à. Thôi nay tạm gác, ngươi nên đề ba, đừng nhắn hết ga, coi chừng bị phạt. Nhớ cho tâm hỏi tất cả anh em Linh Sơn miền Bắc, thập tử miền Trung thi hành Phật sự, chung sức chăm lo, văn nghệ thông tho, mừng xuân Mậu Tuất.